Mức độ chiếm hữu của người đàn ông này thật sự mạnh mẽ đến thế nào, chỉ vì sợ vợ sau khi qua tuổi 30 sẽ trở thành bà già xấu xí. Anh ta đã tự tay lên kế hoạch cho một buổi lễ chia tay hoàn hảo, tặng cho vợ một bông hồng độc hại. Anh ta muốn dùng cái chết để đóng băng tình yêu, không bao giờ tàn phai. Đột nhiên, người phụ nữ tỉnh giấc từ giấc mơ, nhưng cô biết rằng mọi thứ mình mơ thấy đều sẽ xảy ra trong thực tế, bởi cô có khả năng nhìn thấy tương lai. Người chồng này tưởng chừng yêu thương cô, nhưng thực chất lại là một kẻ bạo hành gia đình biến thái. Để thoát khỏi người chồng kinh khủng, cô phải nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài và thực hiện kế hoạch. Người mà cô nghĩ đến chính là người bạn thân đã phản bội mình, Cố Như Nguyệt, bạn từng là người tôi tin tưởng nhất, nhưng bạn đã phá hủy đôi tay của tôi. Thay thế tôi được nhà họ Cố nhận nuôi, khoe khoang thành công của bạn một cách ám ảnh và giờ đây còn cố gắng quyến rũ chồng tôi. Hãy bắt đầu đi, nhưng người phụ nữ xảo quyệt kia vẫn không biết rằng mình đã rơi vào bẫy của người phụ nữ kia. Đồng thời, Nhiễm Xu cũng sử dụng danh nghĩa một phóng viên, cố ý tiếp cận nhà văn nổi tiếng Cố Nhất Bạch trong quá trình phỏng vấn. Cô cố ý nhắc đến câu chuyện về lỗ tai trong tiểu thuyết của anh, điều này khiến người đàn ông chú ý đến đôi tai của cô, và nói rằng người phụ nữ giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình, "Thưa thầy Cố, thầy nghĩ sao về việc dự đoán tương lai qua giấc mơ trong cuộc sống thực, liệu điều này có thể xảy ra không?" Đó là cài đặt mới trong cuốn sách của tôi, làm sao bạn biết được? Bởi vì tôi và nhân vật chính trong sách của thầy là cùng một kiểu người." Lời nói của Nhiễm Xu ngay lập tức thu hút sự tò mò của người đàn ông, nhưng cô không trả lời câu hỏi của anh ta, đạt được mục đích của mình rồi đứng dậy rời đi. Khi người phụ nữ vừa về đến nhà, người chồng đã ân cần hỏi cô có mệt không, nhưng khi anh ta nhìn thấy vợ mình đeo khuyên tai, anh ta trở nên tức giận không thôi. Anh ta cảm thấy vợ mình đã tự ý thay đổi cơ thể mà không xin phép, bắt đầu mắng mỏ cô, thậm chí còn chế nhạo rằng cô giờ càng giống một bà già xấu xí. Khi người vợ không tự tin muốn tháo khuyên tai ra, anh ta lại ngay lập tức chuyển sang chế độ chiều chuộng vợ, "Chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ mãi yêu em." Tình yêu chiếm hữu mạnh mẽ này khiến người phụ nữ cảm thấy không thể thở nổi, dù bề ngoài cô vâng lời đáp ứng nhưng trong lòng lại muốn nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông ngày hôm sau cô đã hẹn gặp nhà văn tại quán cà phê và còn nói với anh rằng sẽ có một trận động đất sắp xảy ra tại đây khi người đàn ông không tin lời cô và nhận được một tin nhắn nhìn vào ánh mắt hoài nghi của đối phương người phụ nữ tiếp tục nói rằng người phục vụ sẽ làm đổ cà phê lên quần áo của khách hàng và chiếc cốc cà phê sẽ rơi xuống một cuốn sách theo lời người phụ nữ trận động đất đã xảy ra khi thấy người đàn ông tin mình cô đứng dậy và rời đi khi thấy chồng mình đi qua cô cố ý bắt tay với người kia để chồng mình thấy mặc dù người đàn ông này cư xử rất quý ông bên ngoài nhưng ngay khi về đến nhà anh ta biến thành một người khác hẳn tại sao anh ta lại chạm vào em chúng ta không phải đã thỏa thuận không để người khác chạm vào em sao người phụ nữ cố ý xin lỗi một cách khiêm tốn nhưng vẫn không tránh khỏi bị chồng mình đánh bằng dây lưng xin lỗi có ích gì mắc lỗi thì phải chịu trách nhiệm chỉ vì cô đã bắt tay chào tạm biệt người khác cô đã phải chịu sự nhục mạ và đau đớn từ chồng mình người phụ nữ sợ hãi chỉ biết van xin đừng làm vậy nhưng điều này không làm người chồng dừng lại việc đánh đập cô. Sau đó, người đàn ông biến thái này bắt cô phải cười. Người đàn ông sử dụng máy ảnh để chụp những bức ảnh đẹp nhất của người phụ nữ. Hóa ra, anh ta ngoài xã hội là một người chồng tốt với phong thái quý ông, nhưng lòng chiếm hữu đáng sợ của anh ta đã khiến vợ mình bị áp bức đến nỗi không thể thở nổi. Khi người phụ nữ bị người khác bắt nạt, anh ta đã đứng ra bảo vệ. Sau vài tháng quen nhau, người đàn ông này chân thành cầu hôn và nhiễm su hạnh phúc đồng ý. Chính khi cô nghĩ mình đã kết hôn với tình yêu, Cô không ngờ rằng lại phải đối mặt với sự kiểm soát và bạo lực của chồng. Cô phải tìm cách thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông. Người phụ nữ đã tận dụng người bạn thân từng làm tổn thương mình, cố ý thể hiện tình cảm với chồng trước mặt cô ấy. Quả nhiên, người bạn thân nhanh chóng lôi kéo người chồng. Lợi dụng lúc không chú ý, cô ta đã bỏ thuốc vào ly rượu của anh ta. Người đàn ông sớm cảm thấy chóng mặt và được người phụ nữ xảo quyệt dẫn đến khách sạn. Sau một đêm, khi người đàn ông tỉnh lại, người phụ nữ đã biến mất không để lại dấu vết, chỉ để lại một bức thư tình điều mà người đàn ông không biết là tất cả những điều này là một phần của kế hoạch thoát ly của vợ anh. khi trở về nhà, anh ta bất ngờ phát hiện có người đàn ông gọi điện cho nhiễm su. điều này làm cho người chồng nổi giận. anh ta không cho phép vợ thoát khỏi sự kiểm soát của mình và bắt đầu giải tỏa cơn giận mà không cần nghe giải thích. người phụ nữ mạnh mẽ kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, tự nhủ rằng chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa mọi thứ sẽ qua đi. sau đó, cô cố ý cắt ngắn tóc để mọi người chú ý, đồng thời cũng để lộ bộ mặt thật của chồng. cô tiếp tục làm việc như không có chuyện gì đi sắp xếp quần áo cho người đàn ông và phát hiện ra bức thư do người phụ nữ xảo quyệt để lại. Lúc này người chồng để bù đắp đã tặng cho cô một chiếc túi, nhưng cô lạnh lùng cảm ơn và đứng dậy rời đi. Ngày hôm sau khi đến phỏng vấn cô Nhất Bạch, người đàn ông nhận thấy cô không khỏe, quyết định không vội vã phỏng vấn mà đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Trong khi đó người phụ nữ xảo quyệt lại tìm đến nhà, đe dọa người đàn ông phải ly hôn ngay lập tức. Không ngờ người đàn ông lại lạnh lùng bảo cô rời đi. Lúc này vợ anh gọi điện nói sẽ sớm về nhà nhưng tiếng nói của cố nhất bạch lại bị người chồng nghe thấy khi người phụ nữ bước vào nhà và thấy người chồng không biểu cảm cô biết anh đã rơi vào bẫy của mình anh đi đến trước mặt vợ không giải thích những hành động thực tế của anh cần phải thể hiện ra và cô bị bạo hành sau khi cởi chiếc thắt lưng đang trói mình cô nhận được tin nhắn từ cố nhất bạch hóa ra người phụ nữ cố ý để rơi lá thư đó ở nhà anh mục đích là để anh ta thấy được vết thương của mình thành công trong việc thu hút sự tò mò của người đàn ông nhiễm xu ngồi trên taxi trở về lại có cùng một giấc mơ khủng khiếp đó cô chắc chắn có thể thay đổi kết cục của giấc mơ người phụ nữ vừa tan làm đã chứng kiến cảnh tượng làm cô sốc sự phản bội của chồng cô chọn cách im lặng chịu đựng dù đã rơi lệ cô vẫn giả vờ như không biết gì và lau đi nước mắt bởi vì tất cả đều là bẫy do cô thiết kế mục đích của cô là thay đổi kết cục của giấc mơ của mình thoát khỏi sự ngược đãi của chồng trước đây cô nghĩ mình đã kết hôn với tình yêu nhưng không ngờ rằng thay vì cuộc sống hạnh phúc cô lại đối mặt với sự kiểm soát điên cuồng của người đàn ông Người phụ nữ đã sử dụng sự ghen tị của bản thân để khiến chồng rời xa mình. Kết quả thật sự không làm cô ấy thất vọng. Có người phụ nữ có mưu mô quấy rối chồng bắt đầu lo lắng cho cô ấy đủ thời gian để thiết lập bẫy. Nhưng khi cô ấy thực sự chứng kiến cảnh chồng phản bội, trái tim cô như bị dao cắt, nước mắt cũng mơ hồ làm mờ mắt. Không ngờ người phụ nữ mưu mô lại dám đến cửa khiêu khích. Cố Như Nguyệt đã qua bao nhiêu năm vẫn không chịu buông tha Nhiễm Su. Đây chính là cái giá của việc bạn bỏ rơi tôi. Hóa ra khi còn nhỏ cả hai đều ở trại trẻ mồ côi, nhà họ cố lại muốn nhận nuôi Nhiễm Su người phụ nữ mưu mô ghen tị với sự xuất sắc của cô ấy đã hủy hoại tay cô mình thành công được nhà họ cố nhận nuôi trở thành tiểu thư gia đình giàu có nhưng cô ấy mãi không thể quên chị gái muốn bỏ rơi mình luôn nghĩ cách trả thù nhiễm su vì vậy bắt đầu cố ý tiếp cận chồng của cô ấy nhưng điều người phụ nữ mưu mô không biết là người phụ nữ đó đang muốn dùng lòng ghen tị của cô để thoát khỏi chồng bị người phụ nữ mưu mô đe dọa nhiễm su không chỉ không buồn mà còn thở phào nhẹ nhõm trở về nhà cô ấy cố tình dỗ dành chồng đi học xem sao người đàn ông vẫn nghĩ rằng cô ấy vẫn là người vợ ngày nào, luôn để mình sai khiến và vui vẻ chấp nhận. Ngày hôm sau, cả hai cùng đến trường. Nhiễm su cố ý để chồng mình có không gian riêng, để anh ta gặp người phụ nữ mưu mô. Người đàn ông yêu cầu đối phương đừng quấy rối mình nữa, nhưng người phụ nữ mưu mô vì muốn trả thù nhiễm su làm sao có thể đồng ý. Cô chỉ muốn có một cơ hội cạnh tranh công bằng mà thôi, dù sao quyền lựa chọn cuối cùng cũng nằm trong tay anh chồng. Lúc này người đàn ông thực sự đã động lòng anh ta bối rối rời đi, người phụ nữ mưu mô thầm thề nhất định phải khiến nhiễm su đau đớn không muốn sống kết quả người đàn ông vừa ra ngoài đã thấy vợ mình và cố nhất bạch tự nhiên ở bên nhau chỉ khiến chồng nhìn thấy hai người thân mật trái tim anh ta mới có thể dần dần nghiêng về phía người phụ nữ mưu mô người đàn ông tức giận chụp ảnh hai người tôi đến thấy chồng mình như không có chuyện gì giết cá trái tim người phụ nữ lại bất an cô ấy biết cơn bão sắp đến rồi tại sao vợ càng ngày càng không nghe lời vậy người đàn ông chỉ vì thấy vợ mình đứng cùng người khác lập tức nổi giận và dùng máy ảnh chụp lại bằng chứng trong mắt anh vợ chỉ thuộc về mình một mình chỉ cần nói một câu với người khác đó đều là làm ô uế tình yêu của anh nhưng anh lại giả vờ như không có chuyện gì nấu ăn người phụ nữ nhìn chồng mình với khuôn mặt không biểu cảm giết cá cơ thể không kiềm chế được run rẩy người phụ nữ trước đây nghĩ rằng mình đã kết hôn với tình yêu không ngờ lại rơi vào cái lồng tối tăm mỗi ngày đều sống trong không khí đầy áp lực không ngờ người chồng từng yêu thương mình sau khi kết hôn lại trở thành một người khác và để thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông cô không thể không dùng người người bạn ghen tị với mình để người đàn ông có vẻ ngoài chỉnh tề này xa cách mình. Quả nhiên, người phụ nữ không làm cô thất vọng, thấy hai người ân ái, cô giận dữ đến nỗi đạp chân, thề sẽ khiến nhiễm su đau khổ không muốn sống. Nhưng điều cô không ngờ tới là, tất cả đều là âm mưu của người phụ nữ. Đúng lúc người chồng không thể kìm nén sự tức giận trong lòng, điện thoại đột nhiên reo lên là người phụ nữ mưu mô yêu cầu anh ta ra ngoài, cuối cùng đã giúp người phụ nữ tránh được một họa. Người đàn ông lạnh lùng tra hỏi người phụ nữ mưu mô rốt cuộc muốn gì, không ngờ lại bị đối phương đẩy thẳng vào bể bơi. Sau đó, trong lúc người đàn ông tắm, cô ta thay vào chiếc váy cưới trắng tinh. lúc này người phụ nữ nhìn vào kế hoạch của mình, con đường ngoại tình của hai người cô đã lên sẵn. tiếp theo là xem màn trình diễn của họ. một đêm qua đi, người phụ nữ mưu mô lại bắt đầu ép buộc người đàn ông ly hôn. nhận được lời hứa từ anh ta, người phụ nữ hài lòng rời đi. trực tiếp đến tìm nhiễm su khoe khoang, còn chế giễu rằng người phụ nữ muốn dùng tự tử để giành lấy tình yêu là không thể. nhưng điều cô không ngờ đến là chuyện người đàn ông ngoại tình lại là do nhiễm su tự mình lên kế hoạch để thoát khỏi. Bây giờ chỉ cần để Cố Nhất Bạch thực hiện đòn cuối cùng, cô sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi cái lồng này. Vì vậy, người phụ nữ cố tình tình cờ gặp Cố Nhất Bạch để người đàn ông thấy vết bầm trên trán mình. Lúc người chồng lái xe trở về thì thấy hai người cùng nhau, tức giận đến mức từ xe xuống nắm lấy người phụ nữ. Anh ta càng thêm cảnh báo người đàn ông sau này phải tránh xa vợ mình hơn, sau đó đưa Nhiễm Xu về nhà. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, cơ thể không kiềm chế được mà run rẩy, cô biết chồng mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình. Đồng thời, Cô hy vọng anh ta sẽ nhanh chóng hành động, chỉ có như vậy cô mới có thể sớm thoát khỏi người đàn ông này. Kết quả là chồng cô đột nhiên chất vấn cô, liệu có phải cô đã thấy lá thư kia nên mới tìm cách quyến rũ người đàn ông khác. Người phụ nữ sợ hãi run rẩy không dám lên tiếng, tôi thật sự đã xem nhẹ cô rồi. Người đàn ông tiếp tục bạo hành vợ, đây là tiếng gõ cửa của cô nhất bạch, hóa ra người phụ nữ cố ý để túi của mình trên xe hơi của anh. Mục đích là để người đàn ông quay lại cứu cô, đồng thời cũng biết được những chuyện không phải ai cũng biết của chồng mình nghe thấy tiếng cầu xin của người phụ nữ anh ta vội vàng tự mở cửa vào kết quả lại chứng kiến một cảnh tượng đáng xấu hổ của người đàn ông anh ta thấy người đàn ông đang đánh nhiễm su và hỏi tại sao lại đối xử như vậy với cô hai người đàn ông cãi vã xô sát từ cửa ra tới phòng khách cô nhất bạch đẩy đối phương ngã xuống sofa và định ra tay thì bị người phụ nữ can ngăn cô nói rằng mình mới chỉ bắt đầu trả thù bây giờ không phải lúc kết thúc một mặt người đàn ông mang hoa đến tìm người phụ nữ xảo quyệt nói với cô ta rằng mình cuối cùng cũng sẽ thuộc về cô ta thậm chí mời cô ta đến dự tiệc sinh nhật của mình. người phụ nữ xảo quyệt tự mãn nghĩ rằng cuối cùng cô ta đã khiến nhiễm su mất tất cả. nhưng cô ta không ngờ rằng người đàn ông cô ta hết mực theo đuổi lại chính là cái lồng mà nhiễm xu cố gắng trốn thoát. sự chiếm hữu ám ảnh của người đàn ông nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ta. người phụ nữ đang ngủ thì nhận được cuộc gọi từ chồng. anh ta nói với cô hãy đi ly hôn. ở giây phút này, người phụ nữ cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát. bây giờ tôi cuối cùng cũng thoát khỏi anh rồi. những cơn ác mộng suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng sắp kết thúc cho đến khi cầm trên tay giấy ly hôn người phụ nữ mới thực sự thoát khỏi xiềng xích của người đàn ông cô bình tĩnh tháo chiếc nhẫn cưới nhìn vào bức ảnh đã xé nát tất cả cuối cùng đã kết thúc ngày hôm sau là sinh nhật lần thứ 30 của người đàn ông anh ta dắt tay người phụ nữ xảo quyệt hạnh phúc bước lên sân khấu lúc này người phụ nữ vẫn chưa biết cô sắp phải đối mặt với cái chết người đàn ông trước mặt tưởng chừng như ôn nhu tỉ mỉ đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho cô anh ta đưa cho người phụ nữ xảo quyệt một bông hồng có độc sau đó thắt chặt tay cô nhìn người phụ nữ đau khổ anh chỉ bình tĩnh chờ đợi cho đến khi cô gục xuống trên vai anh khi bức màn được kéo lên mọi người thấy người phụ nữ có máu chảy ra từ khóe miệng anh ta đã giết người anh luôn nói yêu thương nhưng tình yêu không phải lý do để anh trốn tránh cuộc sống của mình cũng không phải cái cớ để anh làm tổn thương và kiểm soát người khác từ đầu đến cuối chưa từng có ai yêu anh cả thấy người đàn ông điên dại như vậy người phụ nữ cảm thấy rất buồn cười cô từng đầy hy vọng với cuộc hôn nhân này nhưng điều cô không ngờ tới là đổi lại chính là sự đánh đập không ngừng của người đàn ông sự chiếm hữu ám ảnh của chồng đã hoàn toàn phá hủy cuộc đời cô. Để thoát khỏi lồng giam, người phụ nữ đã cẩn thận lên kế hoạch cho chuyện chồng ngoại tình, nhưng khi cô chứng kiến chồng và bạn thân phản bội mình, cô vẫn cảm thấy như có một con dao đâm thẳng vào tim. Cảm giác đau đớn tới tận xương tủy khiến cô không kìm được nước mắt. Nhưng để trả thù cho những đau khổ mà chồng từng gây ra, cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì và lau nước mắt đi. Đối với người khác, việc chồng phản bội có thể là đau khổ, tan nát cõi lòng, nhưng đối với Nhiễm Su, đó lại là sự cứu rỗi, cũng là con đường đẩy cả hai vào vực thẳm cô lén lút đặt bức thư đã viết sẵn vào túi của người đàn ông để cho chồng tin rằng người phụ nữ xảo quyệt đã yêu anh ta sâu đậm chỉ khi có thể dễ dàng ly hôn với mình và lấy được giấy ly hôn người phụ nữ mới cảm thấy mình cuối cùng cũng được giải thoát bây giờ người đàn ông chỉ là một kẻ giết người điên cuồng nhiễm su tức giận chỉ trích người đàn ông đã phá hủy cuộc đời mình lúc này người đàn ông mới biết mình đã rơi vào bẫy của nhiễm su từ lâu anh ta điên cuồng chỉ vào người phụ nữ và muốn giết cô trong khi đó cố nhất bạch cũng phát hiện ra những lá thư và biết mình cũng rơi vào trò lừa của nhiễm xu người phụ nữ tiếp cận và sử dụng anh ta để làm tức giận chồng mình tự tay đẩy anh vào vòng tay người khác tất cả đều vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của chồng hòa ra cô và người phụ nữ xảo quyệt từng cùng nhau lớn lên trong trại mồ côi hai người như chị em nhưng vào một ngày vì một suất được nhận nuôi cố như nguyệt đã đẩy cô xuống cầu thang khiến cánh tay cô bị đinh sắt đâm xuyên qua như vậy cô bị người ta từ bỏ trong khi cố như nguyệt lại trở thành cô tiểu thư giàu có điều này khiến nhiễm su không cam lòng cô thầm thề sẽ phải trả thù hôm nay nhìn thấy cô ấy chết trên vai chồng mình người phụ nữ cảm thấy trong thế giới này không còn ai có thể làm tổn thương mình nữa nhiễm su như được tái sinh ăn mặc xinh đẹp cô muốn quên đi quá khứ đau khổ và bắt đầu lại từ đầu nhưng không ngờ tối hôm đó cô lại bị ác mộng làm tỉnh giấc khi cô tưởng rằng chỉ là một giấc mơ bình thường điện thoại đột nhiên reo cô nhất bạch muốn gặp cô người phụ nữ quyết định từ chối cô đã giết chết em gái của người đàn ông không dám đối mặt với người này đang đầy lòng tốt với mình ai ngờ người đàn ông lại trực tiếp tìm đến công ty của cô người lớn nên chịu trách nhiệm về những việc mình làm sau khi người phụ nữ đi cô nhất bạch nhận được một tin tức làm anh sốc người phụ nữ đã chứng kiến chồng và bạn thân phản bội nhưng cô không hề hốt hoảng mà bình tĩnh lau nước mắt và lặng lẽ rời đi bởi vì tất cả những điều này đều do chính tay cô thiết kế cô và người phụ nữ xảo quyệt cùng nhau lớn lên tại trại mồ côi nhưng người phụ nữ kia vì một suất được nhận nuôi đã tàn nhẫn đẩy cô xuống vách núi khiến nhiễm su bị một cây đinh sắt đâm xuyên qua cánh tay trong khi cô ấy lại được nhận nuôi thành cô con gái của một gia đình giàu có người phụ nữ xảo quyệt luôn tìm mọi cách để cướp đi tất cả những gì cô đã nỗ lực giành lấy những thứ cô mơ ước trong mắt người phụ nữ xảo quyệt chỉ là rác rưởi mà thôi những thứ bạn mơ ước trong mắt tôi chỉ là rác rưởi mà thôi cuộc đời bạn chắc chắn sẽ chỉ là kẻ thất bại nhìn vào tờ giấy thông báo trúng tuyển bị xé nát người phụ nữ thể sẽ phải khiến cô ta phải hối hận bị tiêu tan danh tiếng vì vậy cô đồng ý lời cầu hôn của người đàn ông Nhiễm Xu nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm thấy chỗ dựa trong đời mình, nhưng điều cô không ngờ tới là người đàn ông lại là một kẻ bạo lực tính cách cực đoan, còn có lòng chiếm hữu mạnh mẽ. Chỉ cần có người đàn ông nói chuyện với cô, sẽ dẫn đến cảnh chồng cô đánh đập không thương tiếc. Để trả thù họ, cô cố tình tiếp cận anh trai của người phụ nữ xảo quyệt, khiến người đàn ông xuất hiện bên cạnh mình, biết được bộ mặt thật của chồng, cuối cùng dưới sự thúc đẩy của người phụ nữ, chồng cô và bạn thân đi bên nhau, người đàn ông nghĩ rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực và vui vẻ ly hôn nhưng họ không biết rằng cuộc trả thù của người phụ nữ mới chỉ bắt đầu. Vào ngày sinh nhật lần thứ 30 của người đàn ông, khi anh ta đang hãnh diện dẫn theo người phụ nữ xảo quyệt đi ăn mừng, người phụ nữ bất ngờ xuất hiện tại hiện trường. Nhìn thấy máu chảy ra từ khóe miệng của người phụ nữ xảo quyệt, người đàn ông mới biết tất cả đều là âm mưu của Nhiễm Xu. Nhìn thấy vẻ điên cuồng của chồng, người phụ nữ cuối cùng cảm nhận được một chút niềm vui của việc trả thù. Nhìn vào vết sẹo trên cánh tay, cô lập tức buông bỏ. Nhưng không ngờ cô nhất bạch lại phát hiện ra cô đã lợi dụng mình, nhưng người đàn ông không trách cứ cô thậm chí còn muốn trục lỗi cho em gái mình, nhưng Nhiễm Su lại từ chối và rời đi. Sau khi người phụ nữ rời đi, cô Nhất Bạch nhận được một tin tức khiến anh vô cùng sốc. Nhiễm Xu hóa ra là em gái ruột của cô Như Nguyệt. Hôm sau, người phụ nữ đứng trước mộ của người phụ nữ xảo quyệt, những lời sỉ nhục mà cô từng phải chịu nhanh chóng ùa về trong trí nhớ. Mọi sự chế giễu, sự không cam lòng đều tan biến theo cái chết của cô ta. Lúc này, cô Nhất Bạch bước đến bên cạnh cô, nói với cô rằng mọi bất hạnh đã qua, cả hai cùng rời khỏi nghĩa trang thì gặp mẹ của người đàn ông ở khoảnh khắc này người phụ nữ lại có một kế hoạch mới hai chị em mồ côi từ nhỏ lớn lên trong sự gian khổ của trại mồ côi chỉ khi cô gái tưởng rằng họ sẽ yêu thương nhau suốt đời thì hạnh phúc ấy vì sự xuất hiện của một người nhận nuôi đã khiến số phận của họ thay đổi một cách lớn lao mọi hạnh phúc và niềm vui đều bỗng nhiên dừng lại vào ngày đó chị gái để tranh giành xuất nhận nuôi này đã lừa em gái ra sau núi chính khi cô em bé nói rằng nơi đây rất nguy hiểm cô lại bị chị mình đẩy xuống núi sau đó không quan tâm đến sự sống chết của em gái Chị gái đã khóa cửa lại. Nhìn vào cánh tay bị đinh sắt đâm xuyên qua, cô bé đau đớn khóc lớn. Ngày hôm sau, cô thấy chị mình được người giàu có nhận nuôi. Khi cô muốn nói ra sự thật thì lại bị hiệu trưởng ngăn cản, bảo cô bé đừng phá hủy cuộc sống của chị gái. Cô bé bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của hai người kia xa dần. Nhưng điều cô bé không ngờ tới là, người chị gái đã hãm hại mình lại không chịu buông tha, đến thời điểm cô lên đại học, chị gái đã xé nát. Chính tờ giấy thông báo trúng tuyển mà cô mơ ước đã bị chị mình xé nát. Lúc này long hận thù trong nhiễm su như sóng cuồn cuộn cô thầm thề sẽ khiến chị phải tiêu tan danh tiếng nhiều năm sau để trả thù dưới sự thúc đẩy của cô cô như nguyệt và chồng cô đã rơi vào mối quan hệ phức tạp sau khi ly hôn hai người còn công khai mối quan hệ tình cảm nhưng khi người phụ nữ xảo quyệt tự hào nghĩ rằng mình đã cướp đi tất cả của nhiễm su cô không biết mình đã sớm rơi vào bẫy của người phụ nữ kia khi bức màn được kéo lên mọi người thấy người phụ nữ xảo quyệt máu chảy ở khóe miệng anh đã giết người và như vậy người phụ nữ cuối cùng đã thoát khỏi quá khứ bi thảm cô đốt đi nhật ký để bắt đầu cuộc sống mới. Nhiễm Xu đứng trước mộ Cố Như Nguyệt, nghĩ về những lời sỉ nhục mình đã phải chịu và buông bỏ. Khi cả hai xuống núi, họ gặp mẹ nuôi của Cố Như Nguyệt. Nhìn vào người thân mà đáng lẽ phải là của mình, người phụ nữ lập tức có mục tiêu mới. Cô muốn tìm lại gia đình mình đã mất. Lúc này, phóng viên đột ngột bao vây, cô Nhất Bạch yêu cầu Nhiễm Xu đưa mẹ về nhà. Trước những câu hỏi sắc bén của phóng viên, người đàn ông chỉ im lặng không nói gì, trong khi Nhiễm Xu nhìn mọi thứ trên tin tức và nghĩ, đây là quả báo, Cố Như Nguyệt, cô giết người, cuối cùng cũng sẽ bị người khác hại chết